Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 8 tháng 5, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham gia chương trình ngày cuối tuần cùng dân và dự lễ ra mắt mô hình bản hạnh phúc tại bản Chống Là, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải. Tham dự chương trình ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp tham gia trồng cây xanh cùng người dân bản Chống Là, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời thăm hỏi động viên người nghèo, các gia đình chính sách, người già neo đơn của địa phương. Đồng thời cũng mong rằng phong trào ngày cuối tuần cùng dân sẽ tiếp tục được xã Hồ 4 nói riêng, huyện Mù Cang Chải nói chung phát huy và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ ra mắt mô hình bản hạnh phúc. Đây là mô hình mới được xây dựng nhằm góp phần thay đổi nếp sống tư duy của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong bản. Với mục tiêu đến năm 2025, bản Chống Là, xã Hồ 4 hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng bản hạnh phúc. Cụ thể như 100% các hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, có nhà vệ sinh, bản có bãi đổ rác. Đến năm 2025, trong bản có từ 5 đến 10 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, bền vững, tạo thu nhập ổn định cho người dân. 40-50% số hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên. 100% các tuyến đường nội bản được bê tông hóa, được trồng hoa hoặc trồng cây xanh. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm xuống dưới 12%. 100% gia đình có nhà ở đảm bảo ba cứng, không có hộ sinh sống ở nơi mất an toàn về thiên tai bão lũ. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều sáng tạo trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh bằng cách xây dựng và ra mắt các bản làng hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui phấn khởi trước những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của bản Chống Là. Tuy nhiên, xã Hồ 4 nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung vẫn là địa phương nghèo. Do vậy, để xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình bản hạnh phúc, người dân cần tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Trong bản sạch sẽ, nhà nhà khang trang, bà con đang cần phải thay đổi những cái tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cho ra nhiều lúa, ngô, chăm sóc con gà, con lợn tốt hơn. Người đã biết cách làm hay, làm tốt thì hãy hướng dẫn cho người chưa biết để mọi người, mọi nhà cùng biết sản xuất giỏi, canh tác tốt. Từ đó, cuộc sống mới đầy đủ, không còn lo thiếu cái ăn, cái mặc. Bên cạnh đó thì bà con phải cùng nhau bảo vệ rừng, trồng thêm rừng mới, không chặt phá rừng trái phép để rừng bảo hộ, bảo vệ cho cuộc sống cho mình, rừng giữ nước cho mình sản xuất, trồng cấy, rừng giữ đất cho mình không bị sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình. Bà con trong bản phải cùng nhau nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà mình, đường đi trong bản, không vứt rác bừa bãi, tích cực trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan đẹp cho bản mình. Đồng bào dân tộc Mông và đồng bào dân tộc Thái có rất nhiều phong tục tập quán hay, tốt đẹp, chúng ta cần giữ gìn, phát huy, bên cạnh đó cũng phải loại bỏ triệt để những hủ tục lạc hậu không tốt như là tảo hôn, lấy vợ lấy chồng cho con sớm khi con chưa đủ 18 tuổi. Là ngoài việc chăm chỉ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi thì đồng bào cũng cần tích cực quan tâm, chăm lo cho con em mình, không sinh nhiều con, mỗi gia đình cũng chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Như thế thì vừa được hưởng cái chính sách của nhà nước và có điều kiện để nuôi dạy con mình khỏe mạnh, học giỏi, chăm ngoan, các cháu cũng sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc sau này. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đầu tư xây dựng các trường học rất khang trang, sạch đẹp, cơ sở vật chất tốt, đầy đủ cho con em mình. Thì đồng bào hãy cho con em đến lớp, các cháu vừa được học tập, vừa được các thầy cô giáo chăm sóc. Đừng bắt con em bỏ học, lên nương, lên rẫy, học cái chữ thì mới có thể thay đổi được cái cuộc sống và thoát được nghèo. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để người dân bản Chống Là phát triển sản xuất ổn định đời sống,
qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Mù Căng Chải ngày càng phát triển, cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025, trở thành huyện du lịch, là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.